vòng kiểu vàng 18k nha. Giá bán đây là 3.380.000 một chỉ nha các bạn. Đây là một số mẫu vòng kiểu bên mình nè. Đây một cái mẫu vòng bản gần 7 chỉ nha các bạn. Đây. Mẫu này gần 7 chỉ nha. Tay khoảng tầm đi 52 là đeo 10 nha các bạn. Cái này khoảng 26 triệu nha. Đây bi rất là sáng luôn các bạn. Đây một cái mẫu vòng bản bự nè, gần một cây nha, một lượng các bạn, tầm khoảng 33-34 triệu nha các bạn, tính luôn cả tiền công nha. Đây thêm một mẫu vòng ba màu nữa các bạn, vòng này thì một cây 7, một lượng 7 các bạn, tầm khoảng hơn 60 triệu nha. Cái này là mẫu vàng si vạch kim nha các bạn. Đây mẫu vàng si vạch kim ba màu nha, trắng vàng hồng nha các bạn. Và là vàng 18k nha. Đây có loại thì hai màu này, trắng vàng. Đây rất là sáng luôn. Trắng vàng này thì thích hợp cho những người da trắng hoặc da ngâm đều đeo rất là đẹp nha. Còn màu hồng thì những người da ngâm da đen hoặc là da vàng thì không nên đeo nha, tại vì đeo lên thì sẽ bị tối da nha các bạn. Đây thì chọn màu ba màu thì mình sẽ chọn cái màu này các bạn. Cái màu vàng không này thì không kén da nha các bạn. Cái này thì một lượng ba tầm khoảng gần 50 triệu nha. Đây cái kiểu quá là sang luôn. Còn có một số những mẫu bản nó nhỏ hơn, tầm khoảng 7-8 chỉ hay là 5-6 chỉ đều có hết nha. Đây mẫu này thì 7 chỉ tăng 8 gần 8 chỉ nữa các bạn. Tầm khoảng 30 triệu nha. 29-30 các bạn. Đây cái mẫu này. Mẫu này thì 8 chỉ để 6 này. Chạm kim tiền nha, rất là sáng luôn. Cũng tầm khoảng 30 nha các bạn, 30 triệu. Đây mẫu bản vòng bi này, 6 chỉ hơn thôi, tầm khoảng 23 triệu nha các bạn. Đây rất là sáng luôn. Mẫu này thì đeo mình sẽ không sợ bị tối nha, bị đen nữa các bạn. Đây cái bông này 4 chỉ 44 này rất là xinh luôn các bạn, tầm khoảng 15-16 triệu nha. Đây mẫu bông. Đây mẫu bông vàng các bạn. 4 chỉ 67 thôi, còn khoảng 16-17 triệu nha. Rất là sáng. Đây cái kim tiền của bạn ông thần tài này, 2 chỉ 94 gần 3 chỉ thôi. Tầm khoảng gần 11 triệu nha các bạn. Đây có mèo thần tài các bạn. Còn đây là mẫu vòng 3 màu này. Rất là xinh, 2 chỉ 99, 4 chỉ nha. Đây, Gucci các bạn. Cái này 5 chỉ, tầm khoảng 18 triệu nha.